được, nhưng mà phải giữ. Con bé này đeo lông mi. Ok, được. Nó chơi bầu tôi. Ai vậy vậy? Ai kéo quần em? Ai kéo quần em? Ai kéo quần em? Thưa quý vị, thưa quý vị, chưa bao giờ mà có một trận chiến sắp xảy ra lớn như hôm nay. Sẽ có một cặp cho một hiệp đấu nữa. Ôi, chứ phải và cặp đó sẽ bị cột hai chân lại với nhau, vừa bảo vệ bóng của mình và vừa phải tìm cách lấy bóng đối thủ sau hai hiệp. Có nghĩa là trong đội đó phải có một người chơi hai lần, đúng không ạ? Trời ơi, đội nào còn nhiều bóng hơn thì đội đó chiến thắng. Đầu tiên bên đây là cặp nào? Tôi là đi đầu tiên rồi đó. Hai người em với anh Vinh. Sao chơi lại? Cột cho đối thủ. Cột cho đối thủ hả? Cột cho đối thủ khác với lại là siết chân đối thủ nha. Ở dưới mà. Sát vô giùm em đi ạ. Quỳnh Dạ, em cột mỗi bên thắt gút lại, xong bên này thắt gút lại em siết vô. Mỗi hiệp đấu sẽ có 2 phút. Dạ, trời ơi, dạm vô mặt em. 2 phút bắt đầu, bắt đầu. Giờ làm sao? Bảo vệ bên nữa nha mọi người. Lên đi, được cho đối thủ tiếp cận khung thành của mình. Nó mạnh quá. Ngay trận đấu buộc phải kết thúc. Vì sao? Vì cả hai đội đều hoàn thành rằng là bóng không còn trong rổ nữa, nhưng đội Lê Ngọc vẫn còn sợi dây. Họ chơi đúng luật. Cái gì vậy? Quá đau. Ở lượt này Lan Ngọc đội Thúy Bình thắng. Anh lăn bột tôi. Lâm Vĩ Dạ đang bắt đầu thấy hoang mang. Sao em không cứu tụi anh Dạ? Em chưa kịp luôn á. Em lo ngồi nặng bột không à. Rất sai luôn á Dạ. À, Ngọc, rất sai, em rất sai luôn á. Sao vậy? Vô chơi nắm quần ta trước. Lượt còn lại em không có chỗ ba. Thúy Ngân và Trương Thi Vinh. Vô. Còn bên đây là Vĩ Dạ và vô đây thôi, thọc vô thôi là được. Quy Khánh. Thưa quý vị, chưa bao giờ mà có trận chiến mà nó khủng khiếp mà nó ghê gớm như thế này. Bạn, tụi tôi đang đứng rất gần. Hồi nãy tụi tôi vậy mà thua chứ không gì. Đúng rồi, đứng sát quá. Từ từ bình tĩnh, bây giờ quy định lại. Chúng ta không phá cái khung thành nữa, không phá cái phao mà đừng banh nữa, mà chúng ta phải lấy banh từ người ta đem về bên mình. À, 2 phút bắt đầu. Mình là nhẹ nhàng với nhau thôi. Bây giờ lấy banh. Đi ngân. Khoan xí chứ mày. Ê, là chơi sao vậy? Khoan xí chưa hiểu. Dạ luôn mà. Là giờ em làm gì? Làm cái gì vậy?
anh đừng cho anh nữa, hãy quên anh năm tháng. Lật đi ra. Kéo lên cái quăng bánh của mình kìa. Mình qua mình quăng bánh của nó. Con bé này đeo lông mi. Ok, được. Nó chơi bầu tôi. Ai vậy? Ai kéo quần em? Thưa quý vị. Thưa quý vị, quá khủng khiếp. Chưa thấy nghệ sĩ nào mà lầy lòi như nghệ sĩ Bảy Nụ Cười Xuân. Họ không màng tới mắt, mũi, tai, video, quần áo. Họ chỉ biết là đối phương phải đau đớn. Quá khủng khiếp. Nhìn xem. Qua bên kia, chạy qua bên kia đấy. Thưa quý vị, ở lượt trước là đội của Thúy Ngân thắng đúng không ạ? Đúng rồi. Ở lượt này không thể tính toán được đội ai thắng ai thua. Không, bên em còn bánh mà. Đi, lượt này là phải... Lượt này là Quý Khánh mà. Lượt này là Quý Khánh mà, sao một chân thì lượt. Đội Trương Thế Vinh thắng tiếp tục. Như vậy là tỷ. Đúng rồi. Anh như... ơi, đội của em còn manh mà. Như vậy là tỷ số tới thời điểm này đội mình tiếp tục thắng là 2-1. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, tại sân khấu này chúng ta tiếp tục trò chơi. Một trò. Anh còn gì nha, anh còn nhận. Không, em đang chạy qua bên kia kìa. Chúng ta có một trò chơi nhỏ đây để phân thắng bại cuối cùng. Thưa quý vị, ngay sau đây là một trò chơi nữa để đội Tiến Luật có cơ hội gỡ huề. Còn nếu như mà mình thua luôn thì đội mình chắc chắn bị phạt. Nhưng mà ngày hôm nay đã như thế này rồi thì hình phạt nào mà sợ nữa. Cho nên tôi nghĩ là trò này mình phải tố cho thật lớn. Cho hai can nước mắm lên đây. Có cái gì lớn hơn nữa đâu. Lát phạt, còn bây giờ cứ chơi trò chơi trước đã. Chúng ta chơi từng cặp. Đội nào có nhiều người thắng hơn chiến thắng. Đeo cái này vào hông. Một bên như này, trái phải tùy thích. Sau đó lắc. Làm để sao lên. Cho cái bấm này vào lưới. Đội nào trước đội đó thắng. Ok. Vậy không? Lực đấu dài. Tôi đấu với ai cũng được. Bên đó bây giờ ba người bên đó là kẻ thù của tôi hết.
Cặp đầu tiên để xem đội nào thắng. 3, 2, 1, go. Đúng rồi. Lượt đầu tiên Minh thắng. Hãy hô to tên tiếng luật nào. Anh bắt ép người ta quá. Rất giả tạo. Các em xứng đáng bị phạt. Nên Dương Lê Ngọc và Quy Khánh. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đầu. Gấp quá. Đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp. Thắng là thắng luôn nha, cố gắng thắng là thắng luôn. Đừng gấp. Đừng gấp, đừng gấp, cái nữa, nhịp nữa. Cái nữa rồi, hạ xuống, hạ xuống. Cái nữa rồi, hạ xuống, hạ xuống. Trời ơi, bà Ngọc ơi. Ngọc ơi, đưa ra phía trước tí Ngọc ơi. Đứng ngang lại. Vô. Đứng ngang lại. Vô. Đứng ngang lại. Vô. Hai đội, mỗi đội thắng một lượt. Bây giờ là lượt cuối cùng. Ác chủ bài Lâm Vĩ Dạ. Vĩ Dạ. Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ và Thúy Ngân. Lâm Vĩ Dạ và người thất bại đến từ Cai Lệ. 3, 2, 1. Phải đưa cao lên xíu vậy đó dễ hơn. Lắc dạ. Chưa. Wow. Nhanh lên người ta té rồi kìa. Tỷ số hiện tại là 3-1. Hoàn toàn thất bại. Hoàn toàn thất bại. Giỏi quá hả? Vậy mà cậu chương trình tôi nói ghê lắm. Tại sao em nói em là người thất bại đến từ cái này? Tôi nói để cho em bị tuột nhuệ khí. Nhưng không ngờ nhuệ khí em ghê quá. Nhuệ khí em ghê quá. Thưa quý vị, có thể xin nghỉ 15 phút được không ạ? Cho bé vô vẽ lại chân mày được không ạ? Vẽ lại chân mày được không ạ? Nó mất tiêu chân mày luôn rồi. Hôm nay Tân Phú và Bình Lợi thua quá. Thì bây giờ thưa quý vị, là trước khi đến với cái hình phạt mà quý vị đã từng xem rồi, nó là vui thôi, thì chúng tôi xin mời quý vị đến với một cái góc khác mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản vui vẻ, nhiều tiếng cười dành cho quý vị. Xin mời. Trời, cái này quá quen mặt luôn, có trai mặt luôn, em thấy không có gì gọi là bất ngờ luôn á. Bất ngờ là không bất ngờ rồi, cũng không có gì vui rồi. Phải có nhận xét chứ. Hôm nay thật sự là em cũng rất là bất ngờ, là không biết tại sao bên chương trình cho anh em mình bên nữ thì mặc đồ rất là cực kỳ, nhưng mà nó cũng là sặc sỡ đẹp đẽ, còn bốn anh em mình sao giống không, như bên nam là em đồ đẹp nhất đó. Hả? Vậy em là cái áo của em riêng nè. Hàng gì có sự phối nhẹ đúng không? Phối nhẹ nha. Biết vậy anh cũng phối cái màu hồng hồng vô đây. Bây giờ em nhìn thấy bố anh em mình giống như lông công quá ha. Không, bên anh nhà thiết kế là có cái sự tính toán. Tính toán sao nè? Theo độ tuổi. Độ tuổi của anh Lực là anh thấy cái màu giác ngộ. Giác ngộ. Vinh màu xanh, màu xanh gì? Màu xanh tươi trẻ. Làm việc có resort. Resort, housekeeping. Chỗ này là màu đỏ. Quán ăn hợp không, lý. Thực ra cái đây là concept riêng của chương trình đó. Nhưng mà tại sao ai cũng đỡ, còn anh tự nhiên có cái hình chữ nhật ở đây để là sao? Tại vì đây là quán ăn á, cho nên đây là đại diện cho cái bếp này. Thì chú Mạnh thân mến, dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi vui. Dạ. Sợ quá, em lo lắm, tại em coi em thấy rất là sợ. Theo em nghĩ là chương trình này là những trò chơi nó hơi có màu sắc tí đúng không? Thì em nghĩ là năm đây là ai là dơ nhất? Thôi, đánh giá của em, Dạ với Ngọc chắc là sẽ là một trong hai người dơ nhất. Dơ mà dơ bẩn. Dơ bẩn. Không phải là chơi dơ. Chơi dơ là chơi xấu, bọn này là dơ là thích bôi bát, chay chét, dơ bẩn với người khác. Sẽ có một tập em nhớ là Ngọc phải về nhà bị người ta cho bột bên đầu á. Nhiều lắm, tập nào Ngọc bị hết trơn á. Vậy sao nó vẫn cứ dơ vậy hoài anh hả? Ủa cái gì á? Tự nhiên cái làm như đưa mũi là sao anh? Cái này là truyền thống gì của tụi không?
Chương trình em có tiền sống. Ai vậy? Ai quen? Tôi và tôi mến. Sao? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi để mình khởi động. Ngẫu nhiên về đội. À. Chứ mình không có chọn đội ha. Dạ rồi. Rồi mời tất cả đứng xung quanh. Đúng rồi, đây là màn chào sân của bảy đội. Yeah. Ủa, có ai cho tôi biết là cái gì không nhỉ? Tôi chép cái gì mà nghe. Cái thôi mà. Câu hỏi tự hiểu à. Đứng xen kẽ đi à, đứng xen kẽ đi à. Sao anh luật cô đơn vậy? Dạ, luật gì? 3, 2, 1, lên. Lượt chiều kim đồng hồ. Có một mình anh thôi á. Đang theo chiều kim đồng hồ. Bé này để nó đứng lên đi. Đi. Ngược chiều kim đồng hồ rồi. Ủa? Đó. Mọi người biết ngược chiều kim đồng hồ không? Đang ngược, phải không? Ủa? Đang thuận đó. Đang, nó đang ngược. Ê, ê, gì vậy mấy đứa? Hết nhạc con bé này. Nửa cây rồi hãy giật. Đi. Ủa sao đi tới lui hoài vậy? Trời ơi, mình thò cái tay vô rồi. Trời ơi, sao hay vậy, nhanh dữ vậy. Hay quá. Tuổi già nhưng mà không già đâu mọi người ơi. Trời ơi, tôi quen rồi, tôi vô chụp nắp cái cây cổ nó liền thấy không. Rồi, Lực sẽ đứng ra bên kia một mình. Ủa? Chờ hai người tiếp theo. À, chờ hả? Nên nhớ nha, cái đội mà chụp được số chụp bóng là ba người về chung một đội. Đội kia cũng về chung một đội, nhưng mà không phải là đương nhiên vậy là hoàn thành đâu nha. Đội kia sẽ bị phạt. Thôi, ê. Ai mà về phía tôi là không bị phạt nha. Đội mà còn lại bị phạt. Nói trước nha, hình phạt này liên quan tới rối loạn tiền đình. Bảo đảm sẽ mệt mỏi. Cố gắng nha. Dạ, bố là đẹp ơi. Tụi mình đi hoài. Anh Vinh nhảy. Trời thương à. Người ta lẽ cái con sau lưng mà đứng nhảy cho cố vô hồi nữa cái ta ngưng nhảy cái chụp không được. Nhường ơi. Ủa gì vậy? Trời ơi, em chụp cho vui đó. Ai ngờ vừa chụp xong cái hết nhạc luôn. Bọn nhỏ này hơi dữ vậy. Rồi mời các bạn đứng vô. Chết rồi. Đáng lẽ là không mới tính á. Không tính rồi. Nè, cái đội mà không chụp được thú nhân bông là bị phạt. Nói trước hình phạt là rối loạn tiền đình đó nha. Chết rồi, không. Vậy là phải thắng. Vinh ơi Vinh, anh cần em. Dạ. Yeah. Gì vậy? Chưa bà. Bé này. Đẹp quá. Dành cho con gấu, dành cho con gấu. Ê. Trời ơi. Ôi chết em bị nẹo á. Làm sao tôi gánh nổi. Hai bé này nó lẹ quá. Quá lẹ luôn. Ủa chết anh Lực rồi. Ủa bạn ơi, tôi cực khổ để giật đồ. Bây giờ mắc gì tôi tội tình gì mà gánh hai cục này vậy bạn. Phải chịu thôi. Hết xui mà. Đúng rồi, thì bây giờ đẳng cấp thì mình về với nhau thôi. Thường là chúng ta là chia đội là như vậy là xong rồi. Nhưng mà nếu vậy thì nó đơn giản cho cuộc sống này quá. Đội này chắc chắn là ba người mình chung một đội. Nhưng phải có hình phạt nhẹ trước khi mình vào chương trình. Tôi nghĩ là nên phạt đội tôi đi. Tại thực sự ra tôi mới là đẳng cấp nè, thấy không? Dù hết chàng tôi chụp. Còn một bạn thì vô tình bóc. Một đứa thì bị liệu. Rồi tôi ăn cái đường nào trời. Biết đâu được. Hôm nay là ngày tàn của một đế chế. Là anh ghen hả? Là thua đó. Bây giờ bên kia phải bị phạt cái gì. Đúng đó rồi. Chúng ta sẽ bỏ cái bàn này đi. Để người ta bỏ được rồi anh Giang. Không có. Để Vinh nó làm, nhìn cái tướng nó làm giống lắm. Thấy không? Rất gọn gàng thấy không? Mỗi người sẽ quay dò dò cái tay phải chạm đất. Nữa hả? 10 vòng sau đó chạy tới đá cái chai. Mà chỉ được đá một lần. Ai đá thành công thì người ta thắng. Người mà còn lại mà không đá được là sẽ bị phạt nữa. Ai đầu tiên? Anh Vinh đầu tiên. Rồi. Bởi vì anh đã, anh là voi. Tay phải chạm đất nha. Rồi. Đúng rồi, giỏi. 10 vòng chứ Vinh là nè đó. Ok. Ok. Hai. Đẩy gãy kìa. Rồi, chạy thật nhanh rồi đá, đá cái chai. Nhanh lên. Đá cái chai. Đúng rồi, thành công. Là chạy chưa? Là chạy rồi hả? Ôi, anh chua anh khỏe hơn thì anh phải xoay nhanh lên.
Cái vấn đề là đã chơi là phải chịu. Ai biểu nãy chơi dở? Chưa gì dạ nó ói rồi. Chưa gì là em ói rồi, em mắc ói ghê luôn á. Không sao, em vừa chạy vừa ói, chương trình sẽ lao cho em. Quay. Đúng rồi. Đó thấy không, mới để cái tay. Một. Chín. Còn một cái nữa, một cái nữa. Rồi chạy tới đá đi, chạy tới đá đi. Mũ tay ra. Mũ tay ra. Giống như một ông Thuận bên trái, ông Thuận bên phải vậy. Ghê thiệt. Đá chân phải mà trúng chân trái luôn mọi người. Khủng khiếp, thành công. Rồi. Thưa quý vị thân mến, phần hấp dẫn nhất là ngày bây giờ. Sau đây là ác chủ bài ở cầu Bình Lợi. Đi nhanh lên trời ơi. Gì vậy trời? Nhanh lên. Một vòng. Nghĩ làm đi. Nam trò đi năm vòng mà chả làm cái gì á, mở hơi quay qua luôn đi bạn ơi. Đâu hai tiếng mỗi lần. Ơi đồng 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 tự bơi kiếm ăn đi. Có tụi em đi đi. Cái chạy vô lòng em đi không anh Luật diễn tiếp cho em coi thôi. Đã nha, sợ quá. Nhìn khán giả coi cho khán giả thương nè đó. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đồng đội của Quyền chỉ hướng nha. Bên này bên trái của chị, bên này bên phải cho Ngân nha. Ok, okay, okay. Ơi. Bên này bên trái của em, bên này bên phải hai, của em nha. 1, bắt đầu. Bên phải, bên phải. Bên phải. Theo phía của anh. Rồi, mình qua đây nè. Rồi, rồi, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên. Bên kia là cái gì vậy em? Đá xa thì đá xa thì đá xa thì đá. Đúng rồi, ớn ngọc rồi. Đá xa thì đá xa thì đá xa thì đá. Quang, Quang, Đức Ngọc không vậy đâu, banh đâu có tới đâu. Ủa kệ em chứ. Ủa tại sao không chỉ bên mình vậy? Thôi chơi mà núp luôn, banh không tới, chơi gì. Ủa mọi người đừng quyền né mà, luật không né đâu nè. Luật định là cho hướng dẫn, miễn sao đừng rời ghế là được. Vậy thì không bao giờ thua luôn. Sao mà banh nó thua mà sao cứ khó khăn với tụi em vậy? Đúng vậy, anh Vinh à. Làm sao mà anh thắng được cái thiện của chúng tôi? Thiện thiện thắng thôi mà. Có gì đâu mà anh phải... Bớt lại, bớt lại, bớt lại. Mời tập tiếp theo. Tôi và Thúy Ngân. À tôi và Trân Trân nè. Bây giờ tôi với Trân Trân chơi như vậy nè. Mình chơi theo nghiệp. Có nghĩa là mình ngồi im luôn, không né gì hết. Đến thì đón. Thôi. Đây là phụ thuộc anh Giang nhiều lắm. Anh Giang quăng cái là nó qua hướng nào trước là nó dính rồi. Mời chị ơi. Nha, chị nha. Mời ngồi. Lượt đầu tiên đội Lan Ngọc thắng, lượt thứ hai đội Tiến Luật thắng. Ai Trân Trân á, Trân Trân thiệt là non kém á. Rồi sẵn sàng chưa em? Sẵn sàng. I'm ready.
I'm ready. I'm ready. Điểm kiếm của dạ sắp ơi. Chúng ta sẽ chơi 5 lượt. Đội nào mà thắng nhiều hơn là sẽ thắng. Chúng ta sẽ chơi 5 lượt. Anh Giang có chừng trợn té. Không có mà. Đó cái đó đi. Ủa tôi. Chúng ta chơi 5 lượt lận. Ai biểu xui thì chịu thôi. Ủa là nói chưa? Có nghĩa là chưa gì hết ra mà chơi chơi thêm lượt. Huấn luyện viên cứ khỏi rời khỏi sàn đấu đi. Đó tiếp tục nè lượt chơi thêm lượt. Thôi với lại đi chương trình ơi bỏ đi. Bỏ kìa bỏ kìa. Chơi lại đi. Chơi lại đi. Ủa sao vậy? Cái đó là chỉ là một tai nạn thôi. Vinh đang giúp bạn đi ra. Tự nhiên cái bóng đập vô mặt nó đập một cái này. Sáng sóc viên chưa ai khỏi sàn đấu rồi. Rồi chúng ta tạm thời là chơi lại đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đi. 3, 2, 1 bắt đầu. Đúng rồi. Ngồi dậy với làm gì vậy? Ngồi đàng hoàng. Đúng rồi. Dạ, ngồi im. Ngồi im em ơi, ngồi im. Đúng rồi, ngồi. Đúng rồi, ngồi im. Đúng rồi. Đứng im. Đúng rồi. Đứng. Bẻ cái người ra, nằm xuống xíu, đúng rồi. Hà Nhi, mình chỉ được qua trái qua phải, không được cúi xuống như vậy. Đúng rồi. Qua trái qua phải vậy đó. Đúng rồi, chị ơi. Chị Nhiên sang bên nào? Đang nói là kêu không phải Nhiên. Hay quá em ơi. Chị đừng có đúa đoán sao không chị. Hồi hôm muốn chết. Cái banh của anh Giang sáp hồn lắm. Như vậy là hiện tại là đội mình đang dẫn trước là 1-0 đúng không? Dạ yeah. Chúng ta còn 2 lượt chơi nữa. Rồi chưa? Em biết cái mẹo chưa? Rồi. Ok em trai. Trần trần ai ai Mỹ hả? 3 cao lắm, em cao lắm. 2, 1 bắt đầu. Đúng rồi. Được vậy luôn hả? Vinh ơi, nghiêng nữa nghe. Đúng rồi Vinh. Trời ơi, anh Giang. Nghe. Đúng rồi Vinh. Ủa ơi. Thôi đúng rồi con ơi. Vậy đi Vinh, không đụng với em đâu, không đụng với em đâu, yên tâm Vinh. Giữ em đi Ngân. Không, đừng xuống nữa rồi đó. Dốc lên, đúng rồi. An toàn. Rồi lại. Chuẩn bị cái bóng tiếp tục lại nha Vinh. Y chang hồi nãy cho anh, y chang lúc đầu cho anh là được. Yên vậy luôn Ngân, đúng rồi, yên vậy luôn. Chuẩn bị làm Vinh, né Vinh, đúng rồi. Đúng rồi Vinh, an toàn Vinh ơi. An toàn lắm em. Vậy Vinh ơi, ai mà chơi vậy? Rồi, chơi luôn lên ghế luôn rồi kìa. Chơi trên nằm thiệt tình luôn. Giờ là Vinh ngửa ra vậy. Đúng rồi, bất động đội tôi còn lắc qua lắc lại. Thôi hay thôi đi, để mọi người chơi. Thôi giờ ngồi lên chơi luôn đi. Ngồi lên chơi ngửa qua ngửa lại đi. Ngồi thẳng lên luôn. Rồi giờ 2-1 bắt đầu. Chỉ qua trái qua phải rồi đúng không? Đúng rồi, qua trái qua phải thôi, mình nằm sát xuống. Ok, khi nào anh kêu phải là em phải em nha. Phải em đó nha. Đúng rồi Ngân. Ủa gì ghi cái đó luôn hả?
Ủa đang nghiêng qua phải trái okay, đó. Ok. Ủa, nhìn lại ông. Để em nhìn chưa? Anh chưa chừng nào anh chưa nghiêng này nghiêng. Chưa. Ngon ơi, đừng có lắc quá không. Chuẩn bị nè. Người đó chị anh ơi, người đó chị. Ủa anh Giang chứ phải cái này đẩy qua đẩy lại vậy hả? Ủa sao anh Vinh ngồi bất động vậy? Kệ nó vô. Trời ơi hay vậy, vậy là thấy rồi, sao không biết hay vậy? Túi này cũng túi đá. Ê, nghe kìa. Trời, 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 quá chưa Vinh. Ủa chưa Vinh hả? Bây giờ mình để xuống dưới nè, mình cứu đậu dưới nè. Xong cái nào chị Giang thấy mà hãy lên Vinh, cứu xuống nào. Cứu xuống. 1, 2, 3. Rồi lên. Lên. Rồi lên. Lên. Nó thả qua đây, kêu lên thằng Vinh lên là đầu tiên rồi. Ờ đúng rồi. Ủa ai biểu Vinh lên đó, Vinh lên gì nè. Thôi thua rồi, không biết đâu mà sao mà thấy được. Một đều. Bây giờ là lượt cuối cùng duy nhất một lượt nữa để biết đội nào chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Vậy là vẫn quay vòng tròn hả? Vòng tròn nó hấp dẫn quay hơn. Quay vòng tròn Ngân ơi. Vòng tròn dữ hơn. Ủa sao Ngân, Ngân ngồi kỳ vậy? Ủa sao Ngân, Ngân ngồi kỳ vậy? Rồi cúi xuống thấp đi nữa, thấp. Rồi cúi xuống thấp đi nữa, thấp. Ờ, thấp. Đúng rồi. Quá chừng Ngân ơi. Trời ơi. Thắng bên này nữa hả? Ôi trời đất ơi, chán ghê luôn chứ. Chúng ta sẽ chơi mỗi bên hai lượt. Lượt đầu tiên, ví dụ như Vinh chơi trước, Vinh sẽ chọn một trong sáu cốc này uống. Nếu như mình uống xong mình phát hiện đó chính là nước lọc, được quyền tán thẳng vô mặt đối thủ. Còn nếu như mình bóc không trúng phải nước lọc, mình đưa cái mặt cho người ta tán thẳng. Không phải, thì thôi. Thì thôi. Bạn ơi, nhưng nếu người ta uống lỡ uống nhầm nước tương nhưng mà người ta diễn là nước lọc, người ta tạt nguyên cái nước tương vô mặt thì sao? Chúng tôi có cách phân biệt đâu là nước gì. Và nếu người ta làm điều đó sẽ bị hình phạt hội đồng. Phạt hội đồng. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Sẵn sàng chưa? Quán tụi xì để ai chơi trước? 1, 2, 3. Thắng. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn bất kỳ. Hên xui thôi. Xin mời Khui. Giờ uống. Không được nhúc nhích. Chà. Lỡ như đem lòng yêu đối thủ không phạt thì sao? Chà. Chà là không được tạt. Đúng. Tới đúng anh. Mời mình chọn. Hên xui mày đuổi. Mắm. Đấu này có vẻ yên ả nhỉ. Oh, biết luôn anh. Yeah. Tới lượt mình. Yeah. Ủa thí dụ thấy cái màu biết không phải nước lọc cho uống chi vậy? Con bé cờ thì sao em ăn mua dữ vậy?
Nani? Nani? Ly lắm. Ê ê ê là la la la. Water, nước. Để coi mình hên hay không. Dạ chị. What? Mà đường nào cũng bị tạc à. Bật được giống nhất nha. Đưa cái bật ra. Ủa, anh rung tay hả? Anh bị quẹo cái tay, anh bị quẹo cái tay, anh bị quẹo cái tay. Thích ghê vậy. Trao bò hút nhau rồi bụi chết nè. Em cũng phải tạc ngược lên như vậy. Như vậy là cặp đầu tiên là mỗi người đều có trà và có nước. Tuy nhiên là Vinh tạc hụt cặp này huề. Bây giờ là cặp tiếp theo, xin mời. Ủa, lượt với ai? Lượt với ai? Tôi với lại bé Hà Thu đi. Hà Thu. Mất có bầu hả? Nghe mùi nước tương ám ảnh số trước uống 50 quá. Khoảng tôi xì. 1, 2, 3. Anh lỡ thắng rồi xin lỗi em. Anh lỡ thắng rồi xin lỗi em. Hay là lại đi anh. Em bài mưu tính kế gì hại tôi vậy bé Ngọc? Đừng né né đi. Rồi khoan. Mời lên phía trước. Mời lên phía trước. Anh sợ hả? Cho nó gần lại. Cho nó đã. Sát vô. Sát vô nữa. Không được né, mà chú lục trà thì cũng né không được đâu. Em né được là được đúng không? Em né được là được đúng không? Em né được là được đúng không? Né được là được. Tính không tạc rồi mà cứ nói né né hoài. Mà sao anh tạc mạnh người ta vậy? Người ta là á hậu đó. Đâu có thì tạc phải tạc như vậy thì nước nó mới ra chứ, không lẽ tự nhiên tạc như vậy. Được trời. Đúng rồi anh. Rồi. Tới được em đúng không anh? Tới được em. Em bóc gần anh Giang đi cho nó hên. Mời. Em nếu không phải nước là không được tạc nha cưng. Dĩ nhiên rồi, ai cũng biết luật mà. Bé này cười hoài ta, cháu đẻ thật. Đấy luật. Thôi anh luật, đức năng thắng số nên luật đừng có lựa nữa. Yeah. Lựa mấy ly tét đồ đó. Thấy một sự ngập ngừng. Thấy một sự ngập ngừng. Là cha. Là cha. Em chỉ cần là nước thôi. Anh ngừng nước thôi đúng không? Để tạc vô mặt anh luộc một lần nữa là mình. Đúng. Ê, rồi. Em cố linh tính nha, mời đứng gần gần xíu. Không mở ra đúng không ạ? Tại em à. Thang, em phải mở ra. Đúng rồi, để em tạc. Em không mở ra hồi em uống, em không có phân biệt, em tạc. Giỡn hoài, sao phân biệt. Em ơi, mà thôi bỏ giỡn, biết được thấy rồi. Em giỡn là tiếng lần thấy rồi. Là cha. Hey. Hai đứa tôi hề nhau. Chơi thêm nhanh, chơi thêm đi. Chơi thêm nhanh, chơi thêm đi. Ủa mắc gì chơi thêm? Chơi lần nữa thôi, vui chơi quá. Trời ơi, tự nhiên cứ rủ vậy gọi chơi luôn nè. Tự nhiên cứ rủ vậy gọi chơi luôn, nè. Thầy trả con ha. Chơi thêm. Thế tôi chọn trước ha. Dạ. Anh hay nhìn quá luật. Anh linh cảm thôi chứ không phải là nhìn. Sao anh tạc bé mạnh quá vậy? Cái gì? Sao anh tạc mạnh quá vậy? Ai biểu rủ cho anh em? Người ta không có gì hết á. Em nói không á, giống như là tôi là người mà bên đội mình không á. Nói giống như hồi tôi đóng vai phản diện không à. Mời chọn bé. Đừng cho tao thấy cái nắp nữa nha. Em uống đi là không ai biết luôn á. Như vậy là theo yêu cầu của Hà Thu thì luật chiến thắng ở vòng này bắt buộc
Lâm Chỉ Già phải thắng thì mới huề. Xin mời. Này game vui mà. Cặp của cô Holly Phi và La Vĩ Dầm. Mời. Mời lên ngồi kìa. Mời em trước đó. Cảm ơn anh. Wow, cái này căng thẳng nè. Tay này thận hơn. Dạ. Anh có nhớ không? Anh có sợ. Em thấy được cái nét sợ của anh. Em muốn anh chọn ly nào, anh chọn đúng ly đó. Em muốn anh chọn ly nào, anh chọn đúng ly đó. Trời ơi. Quá dữ luôn. Dằn em luôn. Nó chơi được chiêu luôn rồi. Em nghĩ là ly này đi. Theo lời Lâm Vĩ Dạ. Trời. Mở ra nếu là nước là nghiệp của em. Để em đi ra đây. Chị đứng yên đó chị. Là nghiệp của em nặng dữ lắm dạ. Trời ơi, mình chơi vui mà chị, mình chơi vui mà. Em lâu cho. Đi ra đi. Nghiệp nặng lắm. Cái này là em. Là đội của tôi giữ tôi lại để cho người ta tạt cái mặt gì. Cái này là em chọn. Đúng rồi, à. Lấy. Này là đau thương do em tự chứng lấy. Không, em ai thích được lạnh. Em thích nước mà, có nước. Rồi. Có tiền. Đúng có rồi, đâu. Chọn đi. Nói với em như vậy thì Hà Thu giàu dữ lắm. Em muốn đi một vòng. Luôn chắc cười dữ lắm. Tại vì xác suất là một nước một trà, bây giờ sẽ là trà. Bây giờ sẽ là trà. Đúng. Có vẻ tự tin quá. Em thấy chưa, em nhân đạo làm gì? Người ta để xác mặt người ta thảy lên luôn. Chọn đi nào. Em hy vọng đây sẽ là gì? Nước thì mát thôi. Nước thì mát thôi. Nó. Ba người chơi đã kết thúc. Em đầu tiên. Ok, hai đứa, anh nằm đây. Đâu okay. Có. Mình sẽ xếp sát nhau và sau đó Ngọc sau khi bỏ trọng. Không, đây là chiến thuật của tôi. Chỉ cần để cho Ngân một chân là Ngân đưa tới bên kia luôn nè. À chết. Dừng. Không có bị đéo. Sao kỳ vậy? Anh đó. Ủa? Thôi, anh được. Đã. Chân ảnh là chân nhau kìa. Ok, tôi vậy được đi. Rồi đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị xem cách nào nè. Đây. Để đúng rồi, đúng rồi. Ơi chị. Ngân, kẹp hai bên được đi Ngân. Không, đừng. Ê. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, trời. Rồi, từ. Chị phụ cho, Chị phụ cho. Con anh đang ngon lành à. Nè, nó mất đá rồi sinh lực. Bây giờ anh nằm vô ngay cái chỗ đó luôn. Nè. Tôi bị hại chặt luôn rồi tôi nói thiệt. Anh luật nằm quá. Tới anh đỡ vô. Okay, anh đỡ đi, anh đỡ tiếp. Đỡ sao? Anh đỡ đúng rồi. Rồi. Ê, đây, buông ra là chết anh á. Buông ra là chết. Thôi, để tôi đầu tiên cho. Đó, trời ơi, tôi dân chơi mà. Nè, kìa, hãy ăn lần gì vậy? Đừng. Đúng rồi. Anh lần té. Qua vậy? Tôi quăng lần nghe chỗ tôi làm vậy?
Đúng rồi. Nãy giờ bạn rửa mặt tôi rồi, đây. Rồi. Đừng mơ. Đừng mơ. Rồi. Đừng mơ. Đừng mơ. Trời ơi. Từ nãy giờ là mình thua rồi, giờ có kế hoạch nào khác không? Dạ bây giờ đổi vị trí ạ. À. Vị trí thứ hai cho anh Luật. Cho tôi giữa. Ngọc cuối hả? Đúng ạ. Ngoài đúng rồi. Ngân làm ok kìa. Anh lót, đỡ. Ngân, di chuyển Ngân, di chuyển. Phải được một miếng làm vốn nha mọi người, nãy chưa được miếng nào á. Không mấy giờ để chị Ngọc với chị Ngân chơi, anh Luật đứng bên hông được. Phải có miếng gì đấy nha. Có mà, đó. Đây vậy. Ê! Tôi hiểu mà tôi làm được. Ủa là anh Lực có trong đội này không vậy? Đó, tôi thấy hả? Đó, được đó. Đó luôn, đúng rồi. Ồ, dẻo quá vậy. Đúng rồi. Anh buông hai chân ra, anh lên, đó. Lực. Hay quá. Đó, mình làm thử. Đó, ok đó. Đang ngủ một bên kia mặt tới quá. 10. Chưa bạn. 9. Để chị tội nghiệp tôi nói bạn ơi. 8. 7. 6. 5. 5. 5. Rồi, yeah. Quá tuyệt vời. Hay quá. Đây, đội đầu tiên, chúng ta sẽ coi nước bao nhiêu. Trời, tất nước tất vàng nha bạn ơi. Nhiều quá chứ. Cầm mic nè, anh Lực. Ô đầy luôn. Ủa, nhiều quá vậy? Ê, tràn quá bạn. Bạn đổ qua bên kia mấy luôn đi. Trời, bị tràn mấy anh Lực hút vô lắm. Ok, để ra. Nhiều quá. Nhiều nè. Thôi để anh cầm vô trong một hồi nó đầy lại ăn. Rồi, đợi tiếp theo. Dạ, tụi em sử dụng chiến thuật từ thấp đến cao ạ. Là chân em ngắn nhất, xong tới Khánh, xong tới Vinh. Dạ, vào cái vị trí cuối cùng sẽ cố gắng sao để cho em ạ. Bởi vì những cái tư thế đó em sẽ uyển chuyển và dễ. Sao để là từ cao xuống thấp dễ hơn? Không, từ cao xuống thấp dễ bị dính. Hay giờ ta bên đây là chiến thuật là có cái để cái chân ngang này vậy nè. Mình là bị giữ vững đã. Chỗ đâu chị? Đó thấy không? Nhưng mà nãy góp ý được cái giống của mình kìa không? Có hai cái chân kìa, nhanh không? Đó. Đó, ủa chứ. Ủa sao bên này ta làm nhanh chứ vậy ta? Vấn đề là tại vì do anh. Tại do anh nó lượt. Thấy chưa? Người ta chơi chậm luôn. Nãy chơi đầu là một cái lợi. Tại vì người ta chơi sao mà người ta có kinh nghiệm rồi. Tại vì anh chơi.
anh nghĩ là tụi em hại anh cho nên là anh chấp nhận thua luôn. Sao anh dạ kịp được, không có kịp đâu, không kịp, không kịp. Được, được, đúng rồi, đổi một mạnh luôn. Đổi cho người luôn. Trời này là đúng rồi, đúng rồi. Hay đẹp luôn á. Ê, xin lỗi. Cụt chân, anh cụt chân. Anh cụt chân mà làm gì vậy? Thôi, đâu có phá gì đâu. Rồi, rồi, vô mặt luôn rồi. Đâu có phá. Rồi, vô mặt luôn rồi. Chỉ cần một lần thôi là thắng nè. Một lần này là có một miếng. Đúng rồi Vinh ơi, thả miệng ra luôn, hứng luôn Vinh ơi. Thả miệng ra hứng luôn Vinh ơi. Anh Vinh ơi, anh Vinh ơi, anh Vinh ơi. Hay lắm Khánh, đúng rồi. Rồi chuyện sao Khánh ơi kìa. Anh trái thế rất đẹp nha Khánh ơi. Ôi Khánh, mặt rất nghiêm túc tập trung luôn á em. Trời, em rất tập trung luôn á. Trời, cái chân anh bị gì vậy Vinh? Ủa cơ chơi chân là sao có chuyện đội mâm không rồi? Chúc bạn đưa nguyên cái hồ luôn đi bạn. Đừng đừng nghiêng như vậy nữa Khánh ơi, đổ Khánh ơi, Khánh vô trời, mặt đúng rồi của... Đổ mặt luôn Khánh ơi. Chơi game à, chơi game rồi sao đi. Trời ơi Khánh ơi, chân của Khánh không có đồng trai, vị trí của anh lên kia kìa. Rồi, nó quay đúng mặt, rồi. Nó quay mặt, nó nhăn mặt quá vậy. Đúng rồi anh Vinh ơi, đúng rồi. Đúng rồi anh Vinh ơi. Giờ khẽ. Nope. Giờ bẻ thiệt nha, cái chân em bây giờ bẻ thiệt. Tại em móc hai cái lên, cà lên, móc hai cái không. Rồi nè đó, lại là cái thế này nữa. Rồi cái dạ lại đưa vô. Rồi. Đúng rồi. Rồi Khánh nằm xuống, cương nằm xuống, Khánh nằm xuống. Đúng rồi, Khánh nằm lên dạ nè. Đúng rồi, rồi Vinh nằm đè lên. Hay lắm luôn. Ủa, rồi, chuyên lại ngược lại Khánh luôn. Xoáy nước nè, hãy nhìn xoáy nước kìa. Xoáy kìa. Ây da, ây da, ôi. Không vô được rồi Khánh ơi. Rồi mình khúc cuối mới được hai thao thôi. Ta nãy giờ là mình thấy người ta làm việc team không? Thôi quá trời quá đất. Bên mình có hai người, ba người. Ê, sao mà chơi được? Ba người mà chơi hai người. Không có góp công. Đó là chưa, đó người ta còn di chuyển đồng đội đó kìa. Còn anh góp công phá hại kìa. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy người ta đội nam linh hoạt không? Dẻo dai quá trời quá đất. Đó thấy chưa? Trời ơi. Đó người ta chơi hợp lý ghê không? Xoay rồi. Cái này thắng là xứng đáng rồi. Hết chưa? Chắc thắng rồi đó. Chắc thắng rồi đó em Chi. Nè cho một miếng được đúng không? Wow, thôi thắng rồi. Ngon cơm luôn, chắc phải đọc đi luôn. Wow. Đi, sao mày nét? Trời ơi. Ném liên tục hết giờ. Ước ơi hay quá trời luôn á. Phải vô trúng mặt đúng không? Không trúng. Năm ơi, cố lên Năm ơi. Ừ, nó tự làm ướt luôn. Đúng vào hình nộm là ok nha, chứ không có trúng mặt không. Ok nha, chứ không có trúng mặt không nha. Hay quá Năm ơi. Thôi dậu quá đi. Thôi cái tóc gì vậy? Hay quá luôn rồi. Phải canh người ném người kia bóp lắm. Bóp hai đi. Mở đều. Lực ghê thực ra. Ôi sư mẹ luôn. Té người
người, thấy người. Ủa, mới dẫn thấy người đó hả? Vô đây. Rồi, đưa vô. Đây. Trời ơi, anh được cả. Anh cháy cả nhỏ lên. Rồi, để dạy ném trước, rồi lượt ném sau. Trời ơi, quá. Anh được điên rồi. Đổi người đâu anh lắm. Lỡ chắc được thôi. Không có chút rồi. Ủa, nó không phải là không tính hả? Không, đúng rồi, đúng là tính. Hết giờ, 20 quả trúng đích. Khủng khiếp, tiến luật. Trời, lọt mấy quả vô cái miệng là Ngọc. Đúng rồi, đúng rồi, phải tính là gấp 4 lần. Cái lỗ đó mà tôi trời xuyên cái lỗ luôn. Lên bị xuyên lỗ, Lan Ngọc Linh bị xuyên lỗ luôn. Thiệt, 20 lần trúng đích. Trời ơi, mặt em mà anh không bảo vệ em, anh lo bảo vệ anh Vinh. Ủa gì kỳ vậy? Là anh đỡ này anh Vinh không? Kìa, anh đỡ bên anh Vinh không ạ? Anh Vinh bị tét nách luôn rồi kìa. Cái hình đó té nước dần rồi. Cái gì? Tôi trời tét cái nách em luôn rồi, nói gì vậy Vinh? Rồi, bây giờ mời đội tiếp theo. Thưa quý vị thân mến, bây giờ là đội Tiến Luật. Tiến Luật sẽ là người chủ đạo trong pha bắt bóng. Xin hỏi có ý kiến gì không ạ? Tôi có ơn với lại cô gái bên này. Hồi nãy cô giúp tôi cái vụ thao nước đá. À, cho nên bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cô này. Ok, tập trung ở đây mấy anh em ơi. Còn em thì rất có ơn mấy anh sao? Em có kinh nghiệm rồi. Em chịu đau đớn trong cuộc đời là nhiều rồi. Cho nên mấy cái bóng này không làm khó được em. Cố nha em. Vậy bây giờ chia chiến lược ra. Mình có chiến lược rồi. Thằng yếu ớt thì em tập trung mình bé thôi. Anh và anh Vinh tập trung. Làm gì dạ? Không cần, em có chiến lược mới. Anh Vinh là chị Dạ, còn anh Lâm là bé Sang, còn em là anh Luật ạ. Đúng vậy. Đúng vậy. Rồi chơi luôn. Rồi, nên nhớ mỗi lần mình trái 3, 2, 1, go. Hay quá. Đập đầu rồi. Nó trơn lắm. Nó trơn quá. Có đập đầu không? Đập nhưng mà không sao. Giờ sao? Bây giờ chuyển tôi vô đây đi chứ tôi đập đầu rồi. Anh đỡ nhẹ nhẹ thôi, anh đỡ nhiệt tình. Không phải, phải nói nó phải cứu mấy dạ chứ em. Giờ uống ở ngoài vô trong. Thôi vô trong đi chứ ở ngoài. Đỡ dạ ra ngoài. Wow. Thì đâu cần đỡ. Em thấy đội em rất là đàn ông rồi. Vậy thôi, để anh. Rồi dạ vô trong, vô kia vô trong. Sớm hay muộn thôi. Mời Lâm với dạ vô ạ. 3, 2, 1, go. Ba người một lúc không tính. Từng người thôi. Đó, đúng rồi. Ở dưới cái người á. Yeah. Ôi trời ơi. Cố tình hại tí lần rồi. Chưa. Đau. Chưa. Ôi trời ơi.
nha. Quá khủng khiếp. Không tin được là Tiến Luật xả thân gì anh em như vậy. Cặp đầu tiên mời Hoa hậu. Hoa hậu là bên đây nè. Còn bà Hoa gì chứ Hoa hậu. Đâu là em đợi con bé ra mà. Hãy nhìn thẳng vào nhau, ngồi xoay hướng vào nhau, sát vào nhau. Ủa sao chơi gì lạ vậy nè? Thấy người ta nhìn vô dưới ánh mắt thân thiện nè, coi nè. Ủa sao hai người này sát gần vậy? Nhau. Có dơ không vậy? Luật chơi của chương trình là bắt buộc phải luôn nhìn thẳng vào mắt nhau. Chết tôi à. Ủa trò gì vậy ta? Trời ơi, cái này dơ nha. Trời ơi, trò này là tôi thua hết. Một ngầm nước đây rồi. Đây. Tôi không biết như mặt trò này là tôi thua hết video gì chắc rồi. Vừa chơi bạn, vừa chơi nè. Trời ơi, chết anh rồi. Vinh ơi, trò này anh nhìn không mặt uống. Anh à. Ngậm thôi. To vô. Trời ơi. Tôi nhìn mặt hết video gì tôi chịu gì nổi. Đội nào? Trò này mà tôi vừa nhìn mặt hết video gì là tôi chết liền. Đội nào phun trước, đội đó thua. Rồi xong. Không được nuốt nha. Trời ơi, tôi sợ mặt, nhìn mặt happy new year quá, tôi sợ. Ai phun trước thua nha. Ngọc phun vô mỏ mặt ta, Ngọc nè, sát vô. Ai uống cũng thua nha. Uống cũng thua á. Nước miếng là lúc nhiễu rồi. Phun rồi là mình phải nhả nước ra cho ai mọi người thấy. Không, nước ít quá Giang ơi, nước phải một họng kìa. Một họng, đúng rồi, một họng kìa. Thôi vậy, uống lại đi. Nuốt đi, nuốt đi. Nuốt đi. Nuốt vô. Một họng đầy nha. Đầy hết. Rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi. Nhau, nhìn cá hồi vừa chơi cái quốc ngữ ly liền. Mở bài Happy New Year giùm tôi. Anh là hại đội anh đó anh Lực. Đâu có, tôi chơi đoàn quỷ diệt luôn. Ê, cái này mà không thích là mình phun thẳng vô. Đúng rồi, có thể phun thẳng vô mà. Ghê quá anh. Trời ơi, cuộc đời em có bao giờ phun nước hoa hậu được đâu. Phun nước hoa hậu được đâu. Phun hơi kìa. Chỉ phun ra một tia. Ngọc có phun một tia nha. Ngọc có một tia phun ra. Cảnh bằng chiến thắng. Trời ơi. Rồi cặp tiếp theo. Vô. Tới dạ. Để anh cho. Để anh giải video gì cho. Chết rồi, không được. Lại đây. Chạy nước mắt lên, nó muốn thắng hả? Em giải thích rồi chú. Em có tội tình gì? Bên này bà ơi. Em có tội tình gì chứ? Vô. Tôi với em một lần là một ly. Để em trị ông già này cho. Trời ơi, không có vui. Đó. Thôi thôi. Vậy thì lấy cho cho nó uống nước. Nè, một lần một ly. Không hết đâu, hết đâu. Chưa chơi. Rồi một lần một ly. Chưa chơi nha. Chưa chơi mà. Chưa chơi. Chưa hiệu lệnh mà. Anh làm sao vậy? Hình như Tiến Luật không thích Ngân hay gì á. Không phải. Chết tôi rồi. Thôi luôn em sợ à. Vô. Thôi không chơi nó được không? Vô. Chết bạn. Đổi người bạn ơi, chứ tôi nhìn nó chết bạn ơi. Không, xem bạn lại. Ok. Trời ơi. Khi nào xong anh kêu hai bạn đi qua đi. Hai qua. Đứa đi lại. Đứa đi qua. Tự dữ dội lắm. Em nói là vòng 2, 3 là kịp luôn đó. Hai mà uống nước. Từ từ khoan mà từ bạn. Ông cứ nghĩ trong đầu Happy New Year quá. Làm sao chịu nổi. Uống nước. Không có gì mắc cười á Ngân. 3, 2, 1. Bắt đầu. Tôi chịu không nổi thiệt. Rồi. Mày đòi chơi người ta vợ giờ với em quá lần ơi. Trương Thế Vinh. Không phải anh thề luôn á. Trương anh nói thiệt. Nước lên lỗ mũi lên luôn. Anh thiệt. Anh lấy nè. Quay lại. Anh lấy. Nhưng mà em có duyên quá Ngân ơi. Hỗ trợ giùm anh nào. Dạ hỗ trợ. Anh vừa thấy cái mặt em cái nghĩ đó. Happy New Year. Quay qua anh kia.
Thiệt luôn, em muốn hết đồ luôn rồi đó. Luật dư dư rồi đó. Ngậm một họng bự quá. 2, 3, go. Cái mặt kia kỹ dạ. Đâu không, dạ cứng, dạ, cửa lắm. Dạ căng thẳng lắm. Dạ dân bình lợi mà, đâu phải đường đơn giản. Dạ nó đúng câu xì à. Một trong hai người là sẽ bị hứng cái này nè. Cái gì vậy? Ngồi yên. Đó là, phải có một người hứng giống em. Phải có một người hứng giống em, phải giữ anh. Trời ơi! Ba bạn nữ thắng đội bên kia luôn. Hết đường gỡ. Trời ơi thiệt á, tôi muốn chơi lại lần nữa ghê. Chơi lại lần luôn á. Trời ơi, gì mà phun dữ vậy Vinh? Bây giờ nè, bên mình cử ra một người cứng cửa nhất. Tôi Tố Lan Ngọc. Tố hết. Tố hết luôn. Tố hết là gì, thua hết luôn. Với cây lại. Cây lại vô. Có duyên lắm. Trời. Nhìn cái mặt cây lại có duyên lắm. Ghê quá xạo. Ngồi xuống kinh. Trời ơi, ướt một cánh tay luôn á. Nhìn em ướt cái nào nguyên cái này luôn nè. 1, 2, 3, xoay, nắm tay nhìn nhau. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Chuyên gia luôn á. Ôi ôi. Âm nhạc. Music. Hay, phút đi đừng ngại ngu. Ngập nước rồi, ngập nước, ngập nước. Oh god. Ngọc nước nhiều hơn anh. Happy New Year. Happy New Year. Ngập tới còn 3 giây nữa. 3, 2, 1, phun. Gì vậy? Phải làm anh sớm hả? Chịu không nổi. No more jumping. Để đó. Yo, bần gao. Wow. Bần gao sơ mi với cái quần hôm qua mà đi làm công sở. Tao đi làm công sở. Tao đi. Trời, nó hé mà nước ra lỗ mũi luôn ghê thiệt. Happy New Year! Happy New Year! Ghê quá! Hại quá bà giấy em! Ghê quá! Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.